Mở mấy cái gói có khả năng ra con. Việt Nam rồi, có Việt Nam là có lãi rồi. Số 6 à? Xuân Trường. Ôi, Xuân Trường rẻ thế. Xuân Trường rẻ thế, cứ tưởng được 5 lít. Ừ, Việt Nam. Số 9. Văn Toàn. Ai, còn được 6 lít 9. Double Việt Nam luôn. À, tên này mở ngon này. Gói 93 rồi nào. Số 9 rô béo rồi. Được. À, vớt vát tí thể diện chứ. Úi trời ơi, từ qua đến giờ. Từ qua đến giờ mới hóng được anh béo. Team Calo của bạn ấy đang là AC Milan. Và thêm cụ Eusebio. À, AC Milan là thêm cụ Eusebio. Đây là 9.000 FC rồi. Bạn quay 50 vòng rồi, bây giờ mình xịt nốt 50 vòng nữa thôi. Được cái bây giờ gà rán cho quay luôn trong game. Đấy, chức năng là được. Khá ổn. Sao lại đêm hôm lai làm gì anh? Sao anh thế? Sao anh nói thế? Người ta công việc của người ta, anh em bảo thế. Anh em hỗ trợ xem vài view là vui. Anh em bảo like làm gì, chết. Người ta đang gọi là chăm chỉ làm việc, anh em nói cầu mất lòng. Làm pass. Làm pass đá được mà, làm pass đá được. Tí nữa là phải xem cổ vũ Messi anh em ơi. Chứ mình thì cứ fan đội vô địch. Năm nay cổ vũ Liverpool. Cuối mùa nâng cúp. Anh em Liverpool có off fan hay cái gì đấy, tôi trà trộn vào, tôi nâng cúp vậy nhá. Messi mới được bóng vàng, mình cổ vũ Messi chứ gì nữa. Ôi được chết mẹ rồi, đéo đủ 100 vòng em ơi. Đéo lại thế nhỉ? Sao lại thế? Cây vồn. Ok, bây giờ chúng ta có 1.000 nữa rồi. Như vậy là cao của bạn ấy mất 19 KFC cơ à? Có đúng 19 KFC mới được 100 vòng không? Ơ đâu ấy? 100 vòng tròn. Mất 18.900 FC. Theo như nhẩm tính của mình nếu không nhầm. Cái nhạc gì ấy cho nó. Ờ, mất cái ấy rồi. Kepo à? Kepo là được top 3 rồi. Tạm tạm. Có bạn em chơi 100 vòng mở ra 6 icon mà không một con nào trùng. Ồ vãi. Quang Triệu nhà em ở gần nhà anh đúng không? Ô mà bảo bạn em sang đây. Bảo bạn em sang đây đi một vòng quanh nhà anh xem là cái phong thủy nhà anh như nào. Có gọi là cần phải kê lại bàn ghế cái gì không thì bảo bạn em sang đây phán cho anh cái. Nói chung là kê bàn cái ghế thì anh làm được. Nhưng mà như thế nào để cho mở ra vậy? 100 vòng 6 con icon thì ghê quá. Sáng bước chân gì ra đường, ăn món gì, húp như thế nào các thứ. Kính mời bạn em sang phụ đạo cho anh bữa. Chủ cao bạn đá team AC Milan mà. Hiện tại thì bạn đang gọi là cho cụ Eusebio vào team AC Milan. Nhưng bây giờ thì có người khác rồi. Hợp lý rồi. Chắc cũng không cần phải mở thêm đâu nhỉ. Nhét cụ vào nó không hợp lý. Đây.
AC Milan đây. Oba, Abate á. Khó xếp nhỉ. Bây giờ nó lại trong cái tầm khó xếp anh em ạ. Ba lô, Dô Béo, Sidop. À, bộ đôi trung vệ này ngon rồi, Manini ngon. Manini mùa này cải thiện nhiều, mặc dù là nếu mà để đấm nhau các thứ thì vẫn yếu một chút. Theo Hernandez, Abate cũng không có con nào ngon hơn. Sidop, vứt Sidop rồi, tạo một Netta vào hay hơn, cho Rijkaard lên, lương sẽ đều, lương đẹp. Nếu mà chán Dô Béo thì dùng Balotelli cũng được, còn Van Basten thì thôi. Bây giờ Sidop chưa cộng 5, mặc dù chỉ số thì cũng ghê nhưng mà dùng Netta cũng được, không vấn đề gì. Vieira, Frank Rijkaard đổi chỗ với... Rồi. Đổi lại đi. 4-1-2-3 thì nó sẽ không được cân lắm. Đây. Dô Béo, Gullit. Rijkaard sút ngon ạ. Mình nhớ là Rijkaard sút ngon hơn so với... mà chỉ số dứt điểm Vieira ngon hơn. Abate, ba lô cũng được. Ba lô thì chiến thuật nó sẽ phải khác. Ba lô nó lười nhưng mà được cái bánh đầu tốt hơn Dô Béo. Đá Dô Béo nhiều thấy chán quá thì đổi thôi. Seva, Hungry này, Hungry đá cánh ngon hơn. Âu bà, chiến thuật đơn. Thường ấy, muốn cho ST nó không chạy lung tung, không giạt cánh ấy, thì đừng cho nó bấm cái chạy chỗ, để mỗi xẻ nách thôi. 3-1, Crespo được rồi. Đợi ở phía trên. Hungry không cần. Xâm nhập vòng cấm này. Nếu như này nhá, thường ấy các bạn hay mắc cái sai lầm này, tức là thằng thằng tiền đạo cánh thì các bạn để cái xâm nhập vòng cấm, còn thằng tiền đạo cắm thì bạn lại để cái chạy chỗ. Như vậy thì ví dụ như thế thì thằng Crespo với lại Hungry sẽ hay đổi chỗ nhau, cho nên thường các bạn sẽ thấy Hungry chạy vào trong đứng ST, còn Crespo lại chạy ra ngoài. Đấy là do các bạn xét nó không chuẩn, nó không hợp lý. Đấy thì thay vì như vậy ấy, thì các bạn để Crespo là cái này, hoặc để khu vực trung tâm, nhưng mà để khu vực trung tâm thì mình sợ nó sẽ bị tù Crespo đi, thì các bạn sẽ để cân bằng thôi, chả để làm gì cả, để xẻ nách thế được rồi. Với Hungry thì đừng để xâm nhập vòng cấm nữa, để bình thường. Âu ba thì cũng vậy. Đấy là xét chiến thuật làm sao để cho nó đỡ bị kiểu nó dẫm chân nhau ấy. Đấy thì hai tiền vệ tiền đạo cánh thì các bạn để 2-3 cũng được. Có tạt cánh đánh đầu không thì cái này thì tùy các bạn, nhưng mà có thể kéo nó vào gần hơn một chút. Thường thì CDM hậu vệ thì cũng không cần phải bấm đâu. Đánh chặn 2-3, 1-3 cũng được. Tấn công cân bằng 2-3. Không tham gia tấn công 2-3. Rijkaard với Vieira. Bình thường mình không có chỉnh ba thằng này, để cho nó auto thì hay hơn, nó đỡ bị giật giật. Nhiều bạn ấy, các bạn cứ bảo là tại sao mà trong lúc phòng ngự ấy, mấy cái thằng CDM này, rồi CB của em nó cứ bị giật giật, là bởi vì các bạn xét chiến thuật cho nó. Nhiều lúc các bạn xét cái chiến thuật là cắt bóng bị động, thế là đáng ra cái tình huống đấy nếu về auto thì nó sẽ lao lên nó be góc, nhưng mà bởi vì các bạn xét là cắt bóng thụ động, bị động ấy, cho nên là nó cứ bị giật lên giật xuống, nó không rõ gì cả, mà các bạn lại không trỏ con trỏ vào nó. Thì cái này là buộc các bạn phải hiểu game nhé. Lúc mà các bạn chơi ấy, các bạn phải hiểu game. Nếu bây giờ mà các bạn xét nhưng bạn không hiểu, các bạn cứ mong chờ là cầu thủ nó sẽ khôn hơn, không có đâu. Càng xét nhiều nó càng tào lao.
Cho nên là với những cái cầu thủ mà chỉ số nó đã cao rồi, AI nó đã khôn rồi thì tốt nhất là không cần xét, để nguyên vậy cho nó auto. Mua Mandini TC giảm lương á? Không cần. Cộng 3 cũng được. Mandini mùa hot nó ngon hơn Mandini TC. Còn Man TC anh đá thì anh chê nó. Không ngon đâu. Man hot ngon hơn. Hot ngon hơn nhé. Cố gắng cho mấy thằng biên đây này. Tìm được mấy thằng hậu vệ biên với thằng thủ môn cộng cao hơn nữa thì ổn. Chứ còn con Man TC không cần đâu. Không nên. Như Nam Caspo. Thì cái đấy là cái nãy giờ mình chia sẻ về phần chiến thuật đơn. Chiến thuật mặc định. Thường đá 3 tiền đạo thì để tầm 60-65. Cự ly đường truyền khoảng 50. Truyền bóng thì để 50 cũng được. Tạt 50 cũng được. Sút 50 luôn cũng được. Gây áp lực để 40. 40 vẫn hơi cao. 35 thôi vì mình có hai thằng CDM. Cho bọn CB nó đỡ dâng cao để 35 thôi cũng được. Quyết liệt 45 cũng được. 50. Phòng ngự thì cầm ông Raikak hay lùa thôi. Raikak viên ra thuận tay ai thì cầm ông đấy mà lùa. Với sơ đồ này thì theo mình vẫn phải chỉnh một tí. Gullit vẫn lên cam. Hungry với Aubameyang đá gần vào một tí. QW nó dễ. Vì hai ông này vẫn là xẻ nách. Crespo thì thế được rồi. Không, không nên mua. Trời ơi, Mandini tầm này 13 tỷ mua làm gì. Thực sự là không nên mua. Bỏ đi, bỏ đi. Crespo. Hey Nam Caspo có đường truyền tốt. Toàn team xịn. Đây này. Caspo với Seva ai ngon hơn? Trong game thì Caspo ngon hơn. Seva làm hơi lỗi. Seva làm kiểu nó hơi giống Galinko ấy. Ngoài đời đá rất hay, không ai bàn gì cả. Nhưng mà vào game, cái thằng làm game nó làm không chuẩn ấy. Nó mô phỏng hơi chán. Bô này. Ôi nhẹ thế. Nhưng mà có DD thì sẽ có đá bồi. Đây rồi. Các bô đá tốt đấy. Truyền trọt được ấy. Không đến nỗi đâu. Chọc khe các thứ thì hơi tù. Nhưng mà truyền ngắn được. Chỉ số của Icon mới được cái này. Chứ chỉ số của Crespo mùa thường này. Chuyền đá má là ngu. Crespo. Kiểu gì cũng là Gullit ghi bàn. Thế mới buồn chứ. Trời, Crespo kìa. Crespo đường truyền tốt. Vieira. Đây. Hoàn toàn có thể cho Crespo một chân kiến tạo. Walker. Tao mua gì? Chỉ số quyết đoán nó liên quan đến việc cái thằng cầu thủ ấy nó có ưa va chạm hay không. Thực ra nếu cao thì vẫn tốt. Còn nếu nó thấp thì chả sao.
thổi Red Bull thổi. Crepo, ui, bóng chưa quắn lắm. Crepo nhá. Xóa con TT đi. Con TT anh em vẫn hay dùng nhất. Đây. Cộng 8 và đang còn thua thằng này bao nhiêu điểm anh em mới thấy đấy. Đấy, anh em thấy không? Không, cái chỉ số thủ môn đổ người các thứ không làm gì nhá. Bình tĩnh vẫn đang còn thua 3 điểm. Chỉ số quyết đoán thua tận 14 điểm. Chỉ số thể lực cũng thua, thăng bằng vẫn đang còn thua, đánh đầu vẫn thua 5 điểm. Để anh em mới thấy rồi mẹ. Con icon này nó khủng như thế nào. Chỉ số sút xoáy cũng thua luôn rồi đấy. Hơn được cái gì? Hơn được cái volley hơn 1 điểm, penalty hơn 4 điểm mà còn lại thua hết. Anh em thấy chưa? Thế thì mới bảo là con Henan Crespo mùa icon này nó ghê như thế nào. Nó lại còn thêm chỉ số ma tốc độ nữa. Nó bình thường con Crespo khác làm gì có ma tốc độ đâu. Còn icon nó thêm cái ma tốc độ nữa.